là F2D6 nè, là bếp kim mà con. Đó. Thôi. Chết rồi con, bếp kim này bếp nó xíu luôn thấy không? Bếp nó xíu luôn á. Con này mới nhức nách luôn rồi con. Rồi xanh dơn kìa. Xanh cũng tiếp xanh thôi mà con. Đèn đuốc đầy đủ nha. Đây là F2D6 đây. F6 là bếp kim á, F2D là bếp kim á. Rồi, đây bấm còn nguyên luôn. Bánh này ít xài. Rồi, nổ ghê không? Cái nãy TD6. Bánh rồi. Bảy màu luôn, ít xài nữa không con? Bảy màu luôn nha. Này tới nè. Đẹp miếng nắp thì chứ. Quá đẹp rồi con ơi. 6 số tới luôn nha. 6 số tới luôn. Rồi, tới nè. Đấy à. Đây pha tốt đẹp nè. Đá rồi con. Nó đẹp pha tốt luôn nè. Đặc biệt cái đời này là con bóp nè, tăng đưa lên xuống được nè ha. Bóp rồi kéo lên cái xuống được nè. Không? Có tiện cái đó. Đó. Con khó mở nó dài lại đó. 6 số tới luôn nha, 2 số dê, 2 số sới luôn. Sới là nằm rời bà con. Có thể gỡ ra kéo trang trục rồi mọt luôn nè. Đây nằm rời nha, đó. Gỡ ra kéo rồi mọt được luôn. Đây số nằm rời rất tiện. Rất đẹp nha. Anh lẽ ta đi 6. Rất kim nha. Quá đẹp bà con nè. Chết thì sẽ đen rồi chứ. Máy chưa chịu rửa luôn nha. Rồi, dầu mới chát nữa nè. Quá đẹp. Rồi, nước xanh còn nữa nè. Nước xanh tinh dầu còn nữa nè con. Này đẹp lắm. Nè, ốc ác 7 màu lên biết xài nè. Quá đẹp. Này, quá đẹp. Nè, ốc còn 7 màu luôn nè con. Rồi, con đã có nhu cầu luôn nè. 0 8 6 3 5 6 7 5 7